Chào con. Đây là trung tâm của thành phố đấy bà con. Thành phố Bạch Sao. Đây là cái sport club. Cái sport club này trong lớn quá chừng. Phòng tập gym rồi bác sĩ đen hạ sĩ thì phạm bác sĩ nữa bán thuốc rồi đời sông bãi số theo này mất tiếng nhiều quá chừng này. Trong cái đằng sau lớn quá chừng đi mình quay phần nhỏ nào thôi rồi có bưu điện có đủ thứ có như mình được cái điều phần nào thế. Đây là cái spawn club này nào. Ở hiện tại giờ mấy người Việt họ sang bên này du lịch mà không có thân nhân đó thì người ta tới cái hotel sport clubs trú ngụ nơi đây vì nó rất gần cái phương tiện của Á Châu. Không riêng gì dân Á Châu, Tây Phương nó cũng tới đây nó thuê đó, cái giá nó tương đối nó cũng rẻ. Đây cái phòng tập gym nữa ha, nó nhiều thứ. Ở đây người Việt nó cũng cho cái sport club này nhiều tiền. Cũng như nó cũng nhiều tiền tại vì nó cái sông bãi ở trong này nè, kéo máy rồi nhà hàng ăn uống đủ thứ hết. Đây biết để có cái đường đi băng qua nè, đi băng qua đây, băng qua đây coi như nó làm coi như cho khách bộ hành quá tuyệt vời bà con hả, nó có làm cái mái che nắng mưa cho bà con từ hướng bên xe lửa khi băng qua sport club. Rồi mấy người mà đi ở trong cái sport club này nè thì người ta có thể tới đây du lịch chăm sóc rất là tận tình rồi đi thẳng tới trung tâm buôn bán của thành phố bên sau luôn. Rồi trước mặt của mình là cái